cái này nó nặng tay, cho nên cái cách can thiệp và cái định hướng chiến lược can thiệp có thể cũng sẽ khác. Tôi sẽ trình bày cái phần tiếp theo. Và cái hiệu quả giảm cân nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố. Người ta thấy hai người phụ nữ có thể cân nặng thừa cân béo phì giống như nhau, cùng áp dụng một cái chế độ tập luyện ăn uống giống như nhau, nhưng cái hiệu quả giảm cân nó sẽ khác vì cái đặc điểm béo phì có thể khác, và thứ hai cái cơ địa của người đó có thể khác. Nó có thể cái hiệu quả đó có thể áp dụng được những người này nhưng lại nó không áp dụng được những người khác. Thì đây là một cái ví dụ mà cải thiện khả năng sinh sản có thể làm cải thiện cái cân nặng, có thể làm được gì cho cái chức năng sinh sản. Người ta thấy có thể là cái bụng trứng nó sẽ tốt hơn, cái nội tiết của cái chu kỳ đó tốt hơn, cái chấp nhận của niêm mạc tử cung tốt hơn cho người ta dễ có thai hơn, và cái biến chứng trong thai kỳ và cái sức khỏe bé lúc sinh nó cũng tốt hơn, nó giảm tỷ lệ bất thường trong thai kỳ và cái kết quả lúc sinh sống nó cũng cải thiện nếu mà mình giảm được cái cân. Tuy nhiên á, người ta thấy là cần phải giảm đến một cái mức cụ thể thì mới bắt đầu có hiệu quả. Cái mức mà người ta phải chấp nhận là 5%, nhưng một số trường hợp 5% họ cũng không ăn thua luôn. Nếu mà nó nhiều quá hoặc là cái đặc điểm béo phì của người đó nó cái nguy cơ nó cao hơn thì cần phải giảm nhiều hơn. Giảm cân thì sẽ giảm rối loạn tiêu chuyện kinh nguyệt, nó giảm cái rối loạn phân nạn, phân nạn thường xuyên hơn, dễ có thai hơn, nó cải thiện được cái rối loạn nội tiết phía dưới, tăng khả năng có thai tự nhiên của người phụ nữ. Hiện nay ở cái chương trình mà kết hợp giữa sản với nội tiết bệnh viện Đức thấy cái đó rất là rõ. Một số người đến khám hiếm muộn điều trị thấy thừa cân với điều trị giảm cân xong cái là người ta có thai tự nhiên luôn, tức là cái người ta khó thai là do cái việc, cho nên mình xin giảm cái đó, các cái rối loạn nó giữ được điều chỉnh và tự nhiên người ta có thể có thai tự nhiên được. Nó khi mà không có thai tự nhiên được thì nó cũng cải thiện được cái kết quả điều trị hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm, và nên giảm cân trước khi có thai là nó có lợi nhất. Để giảm cân thì giảm cân lúc đó là có lợi nhất. Giảm cân trước khi có thai nó còn giảm được cái nguy cơ tăng cân trở lại sau khi sinh em bé nữa, cho nên giảm cân càng sớm càng tốt. Và mình thấy là hồi nãy tôi nói là những cái bé bị thành niên mà nếu đã tăng cân thì nó càng dễ tăng cân không sao nữa, vì vậy là phải giảm cân sớm nữa. Tức là cái việc giảm cân nó thực hiện càng sớm càng tốt thì những cái hậu quả về sau nó sẽ điều tránh rất là nhiều. Tuy nhiên hiện nay chưa có cái tiêu chuẩn và cái phác đồ chung, thì hai cái này là hai cái bài review gần đây nhất về cái nhóm về sinh sản. Người ta thấy cái việc giảm cân nó cần phải được nó có hiệu quả trên nhóm này có thể trong nhóm khác, và hiệu quả nó không đồng đều, nên nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chỉ định lúc giảm cân là cái gì, cái phương thức là cái gì, và cái cơ địa của từng người nó đáp ứng với những cái phương thức giảm cân như thế nào, cho nên khó có thể tìm được cái chuẩn chung. Và cái dữ liệu châu Á cũng ít, cho nên bây giờ mình đưa ra bây giờ BMI bao nhiêu mới giảm cân, rồi người này giảm cân thì phải thắc đồ gì, là có thể sẽ lâu lắm mình mới có mà có thể không có luôn. Cho nên cái này nó sẽ là một cái nghệ thuật và phụ thuộc vô cái tay nghề của bác sĩ lâm sàng rất là nhiều, khi mình chỉ định cho mình chọn cái phương án tiếp cận phù hợp với từng đối tượng. Như vậy mình thấy cái vấn đề tăng cân, giảm cân và chức năng sinh sản nó là một cái vấn đề lớn và sẽ trở thành ngày càng lớn hơn với cái xu hướng phát triển của xã hội hiện nay. Cái xu hướng thừa cân béo phì sớm ở trẻ nữ vị thành niên mình thấy rất rõ luôn. Bây giờ đi vô mấy cái trường là cái tỷ lệ béo phì ở mấy đứa nhỏ càng ngày càng tăng luôn. Và nếu tăng sớm béo phì sớm như vậy thì rõ ràng cái tương lai sinh sản và các cái bệnh lý về sau của nó rất là xấu nếu mà không có can thiệp sớm. Cái lối sống chế độ sinh hoạt làm việc bây giờ rất dễ dẫn đến thừa cân và béo phì, và con người ta bị mất cái cơ chế ngăn chặn béo phì rồi, do quá trình tiến hóa như thế nào mình đang tiến hóa nó sai lầm, nó mất cơ chế ngăn chặn béo phì rồi, mình phải chủ động ngăn chặn chứ không để tự nhiên, không chờ đợi đến khi tiến hóa làm chuyện đó nữa mà mình phải chủ động ngăn chặn. Nên cần phải giảm cân sớm hoặc là tránh để béo phì, nó ảnh hưởng nó sẽ phục hồi được cái sức khỏe sinh sản và sức khỏe chung về lâu dài. Như vậy mình cần phải giữ phòng, đừng để béo phì, mà nếu có béo phì phải điều trị sớm, đặc biệt những cái béo phì mình nhìn nhận nó có thể có đi kèm với những cái biến chứng người nó gọi là comorbidity, tức là có những cái béo phì mà phôi thấp, tức là những béo phì mà có vẻ yên ổn, không có kèm theo nhiều bệnh lý lắm, và có những loại béo phì mà nó đi kèm với nhiều bệnh lý rất nhiều thì mình phải lưu ý cái béo phì đó, chứ không chỉ đơn thuần là BMI. Cho nên có thể cái tiêu chuẩn điều trị thì sẽ không dựa vô BMI. Cái việc phối hợp nó phải tùy theo cái
cái điều kiện của người đó, cái cơ địa của người đó và cái kinh nghiệm cũng như cái khả năng của cái cơ sở điều trị cũng như là bác sĩ. Và như vậy cái chỉ định giảm cân, cách thức giảm cân và cái hiệu quả nó sẽ phụ thuộc vô rất nhiều yếu tố, đặc biệt là bệnh nhân. Cho nên mình sẽ rất khó làm lại, mình sẽ có rất khó một cái phác đồ chung. Mình hay thích như vậy, bác sĩ mình hay thích bìa cho em cái phác đồ đi, bao nhiêu thì làm cái này, bao nhiêu làm vậy cho nó dễ. Nhưng mà có lẽ là trong cái mảng này mình sẽ không có cái đó. Như vậy khi nào mình giảm cân, ở nếu mà đọc các tài liệu nước ngoài á, về giảm cân mà trong sinh sản, người ta hay lấy cái mốc là 30 và 35 BMI. Nhưng ở châu Á thì khác, vì cái béo phì của người châu Á khác với lại béo phì của các nước khác, thậm chí béo phì ở người Việt Nam có thể có khác luôn á. Tại vì cái khảo sát của chúng tôi trên cái đối tượng mà bệnh nhân hiếm muộn mà có họ chứng những anh em đó là họ nguy cơ béo phì và họ dễ béo phì, thì chỉ cần ứng nhất cái BMI lên chút xíu là hàng loạt các rối loạn về chuyển hóa là đã thể hiện rồi. Trong khi cái đó không có xuất hiện nhiều như vậy ở người phương Tây, hoặc là những người phương Tây BMI cao hơn cũng không có cái đó luôn. Mình đã có vẻ như mình phải ngăn chặn cái thừa cân béo phì sớm hơn ở người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam. Ta không phải đợi đến khi béo phì gọi là định nghĩa béo phì thì mình mới điều trị, mà khi nó đã thừa cân và có xu hướng béo phì và đã kèm với lại cái nguy cơ xuất hiện những cái bệnh lý đi kèm là phải chặn cái thừa cân đó lại chứ không